Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Linh chúc cô chú anh chị một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hôm nay Linh làm bữa cơm trưa 3 món cô chú anh chị. Sáng Linh đi chợ, Linh mua cải nè. Cải này kêu bằng cải bẻ dúng đó. Linh cũng gành cải này cái gì nữa. Linh sẽ nấu canh với thịt bằm. Thịt Linh bằm mà Linh ớp cái ít gia vị vô đây nè. Chút Linh xào thịt, Linh sẽ nấu một nồi canh. Bữa nay Linh mua đậu gồng về Linh xào thịt cô chú anh chị. Đậu gồng thấy non quá nè, lâu rồi Linh không có ăn đậu gồng xào đó, nên hôm nay Linh mua đậu gồng xào thịt ăn ngon lắm. Đậu gồng mà mình xào tỏi ăn nó thơm, nó ngon lắm. Một ít thịt bên đây Linh để Linh xào đậu gồng nè, còn tôm này Linh rang mặn ngọt. Bữa cơm đơn giản 3 món, bây giờ Linh sẽ đi rang tôm trước. Linh phi ít tỏi để xào tôm cho nó thơm. Tỏi vàng thơm cho tôm vô. Linh nêm một ít hạt nêm, một ít đường. Linh sử dụng nước mắm, Linh cho ít nước mắm. Tôm này Linh rang không có đổ nước cho chứ anh chị. Phần này tôm nó ra muối nước đá rồi đó, ra đá rồi đó Linh nha. Rang khỏi đổ nước, tôm với mai chín nè. Tôm Linh rang nãy giờ cũng cạn nước rồi cô chú anh chị. Giờ Linh sẽ cho ít tiêu vô nữa. Để mai Linh cũng có mua hành, Linh quên mua hành này, Linh chỉ cho tiêu vô cho nó thơm. Rang cho nó khô nước lại luôn nhiều, nó ngon. Rồi bây giờ Linh tắt lửa, quay qua Linh nấu canh. Linh cũng phi một ít tỏi đó, rồi Linh xào thịt cho nó thơm. Miếng thịt cũng đã săn này nè, Linh cho nước vô nấu canh. Linh quay qua bên đây, Linh xào cái phần đậu gồng này luôn. Mình cho ít dầu vô, cho tỏi vô phi cho nó thơm. Mình cho thịt vô. Cho đậu gồng vô xào luôn. Linh nêm vào đây một ít hạt nêm, xíu nước mắm. Đảo cho đậu gồng với thịt nó thấm gia vị. Đậu gồng Linh xào cũng chín rồi nè. Giờ Linh sẽ cho một ít tiêu lên nữa. Giờ Linh tắt lửa được. Nồi nước nó canh bên đây cũng sôi nè. Mình vớt bọt cho nó trong cái nước. Mình bỏ cải vô nó canh luôn.
Nêm vào đây một ít đường, hạt nêm với muối. Mình bỏ vô ít tiêu nữa là được. Linh tắt lửa dọn cơm ăn được rồi. Bữa cơm hôm nay Linh chuẩn bị ba món của chú anh chị. Linh làm đậu gồng sò thịt nè, thịt nấu canh cải, thịt bằm nấu canh cải, cái đây là tôm gan mặn. Làm xong bữa cơm trưa ba món này, Linh mời quý anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Tiên Linh sẽ ăn cái đậu gồng xào. Cái này Linh nêm vừa ăn rồi không? Không chấm nước mắm của quý anh chị. Nêm vừa ăn luôn. Lần đầu Linh mua cải thì nấu cái canh, thường Linh mua cải đã xanh được, mua cải này mà Linh mua cải này nấu canh ăn cũng ngon. Cải này ăn cái cọng giòn cũng ngọt. Ăn thử con tôm. Con gan cũng dễ ăn. Linh thích ăn đậu gồng sẵn giòn này nó ngon. Có đợt hởm cách đây cũng một tháng, hơn một tháng đó. Linh hỏi chị đó bán đậu gồng ký nhiêu, chị nói 80.000 ký. Cái Linh nghĩ mua luôn, cách đây cũng lâu rồi, tháng mấy rồi. Bữa nay Linh hỏi cái chị đó, chị bán cũng rẻ, chị bán một bó 5.000, mua hai bó 10.000 xào ra được dĩa. Hai bó này chắc cỡ 300 gram hơn. Thỉnh thoảng Linh về mẹ Linh đó, Linh có hái mấy trái đậu gồng á, hột khô á làm giống Linh giải lên được á, được 1 giây 2 giây mà mới giải thì nó lên lùng tè, nó kêu trái. Giải biết bao lâu rồi, không thấy lên, tưởng là không lên mà không ngờ cũng lên được 1 giây 2 giây. Giải mười mấy hộp.
Đang cần cái muối chấm nước mắm mà ăn đồ xào không chấm nước mắm cho bớt cái chất mặn không lại của anh chị, ăn mặn quá cũng tốt. Miếng canh cô chú anh chị nào á chỉnh sửa video bên ứng dụng khác hay hơn chỉ cho Linh. Cái này nấu canh ăn ngon không? Lúc này có anh ơn Linh ở nhà nấu cơm mẹ ăn luôn. Con Linh về đi học hết rồi. Hai đứa học buổi sáng, có học buổi chiều. Lúc này Linh nấu cơm ăn này. Rồi cứ Linh đi rước con Linh. Mình xã Linh thì mắc coi nhà. Bán ăn dưới chợ cái chị. Nên ở nhà nấu cơm ăn mình. Ăn xong rồi tí xíu tới giờ đi rước con lên đó, rồi tới Hương coi nhà ở dưới cho anh xã lên với con lên cơm. Bữa cơm của Linh cũng xong, chung chị hôm nay Linh làm ba món đậu gầm xào thịt với canh cải nấu với bằng tôm rang mặn. Video của Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại cô chú anh chị xem video của Linh đó. Thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh với quý anh chị ơi. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.